Kính thưa quý vị, người Việt Nam xin trân trọng chào quý vị và sau đây là câu chuyện tin tức rất là khẩn cấp của chúng ta. Chưa biết ngay giờ phút này thì bà Cam chuẩn bị, bà Cam La đang chuẩn bị đọc bài diễn văn rất quan trọng. Đa bài diễn văn chấp nhận đề cử của dân chủ trong việc tranh chức tổng thống Mỹ cùng với ông Donald Trump vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Trong thời gian vừa qua, thì đại hội dân chủ đại hội dân chủ toàn quốc đã diễn ra tại Chicago kéo dài trong từ thứ hai vừa qua và từ hôm nay đến thứ tư là thứ hai thứ ba thứ tư và hôm nay thứ năm là ngày cuối cùng thì tối nay tất cả nước Mỹ đang nhìn trên màn ảnh để chờ bài diễn văn cuối cùng chấp nhận đề cử trên chức tổng thống Donald Trump của ứng cử viên Camera Harris của đàn chủ. Không khí tại Chicago rất tưng bừng náo nhiệt. Tôi và anh Bùi đang ngồi chờ trước truyền hình để xem cái cuộc bài nói chuyện của bà Camera Harris và sau đó sẽ gửi đến quý vị những điểm trọng điểm của bài diễn văn này trong chương trình tối hôm nay vài tiếng đồng hồ tới. Và sáng mai chúng tôi sẽ gọi đến quý vị những nhận định, những ý kiến của các nhà bình luận Hoa Kỳ, các nhà báo lớn Hoa Kỳ về cái bài diễn văn của bà Kamala Harris như thế nào. Đó là bộ ba, the trio, ba bài liên tiếp của chúng tôi gửi đến cho quý vị. Bài thứ nhất của Nguyễn Xuân Nam, bài thứ hai của Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Ông Bùi, bài thứ ba của Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Ông Bùi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái chương trình khá đặc biệt cho quý vị tụng lộng một tin như cái chương trình. Tin là gì? chúng quý vị biết đây trước đây hệ thống truyền thông California đây, đây chúng ta có một giờ có chương trình phát thanh từ trên đằng sóng mạnh nhất miền Bắc California 1.500 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều có cái tên là Radio Phố đêm bộ chương trình được quý vị yêu mến và nhớ tới nhưng mà kể từ khi dịch bệnh Covid rất tràn lan chúng tôi đã chính thức bỏ chương trình phát thanh này bởi vì lúc đó chương trình bị bị gặp khó khăn quá và gần đây nhiều quý vị hỏi thăm trở lại thì chúng tôi sẽ mở lại ra vô phố đêm trong phạm vi ngắn hơn, thu nhỏ lại. vào mỗi ngày thứ bảy từ 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa. Mỗi ngày thứ bảy và phát thanh từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9 trở về sau thưa quý vị. Mời quý vị nhớ đón nghe trên đài sóng 1430 AM 11 giờ từ 11 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa và phát thanh trên 1.430 AM và tại thung lũng điện tử Silicon Valley. Chương trình ngoài chương trình phát thanh trên truyền thanh đó, chúng ta sẽ phát thanh trên truyền hình cũng chương trình đó trên hai hệ thống truyền hình của chúng ta, đó truyền hình Việt Nam một trên YouTube và truyền hình Cali Today cũng trên hệ thống YouTube và với cái mục đặc biệt là Cali giờ phát thanh radio phố đêm mời quý vị theo dõi và đón nghe trong cái chương trình nói về bài diễn văn cuối cùng trong đại hội dân chủ của bà Kamala Harris nhằm chức tổng thống á chúng tôi chia làm ba bài nhỏ bài thứ nhất là bài diễn giờ trước giờ điều gì cần nói trước giờ bà Kamala Harris đọc diễn văn và bài thứ hai là tóm lược bài diễn văn những điểm trọng điểm và bài thứ ba là những bình luận về bài diễn văn này theo các ký giả ngoại quốc thì chúng ta bước đầu bài thứ nhất trong loạt ba bài nói trên thì đó là câu chuyện chúng tôi mời vị đón nghe vào tối hôm nay của chúng tôi từ tối hôm nay cho đến sáng ngày mai có thể nói trong đời của bà Kamala Harris, đây là bài diễn văn lớn nhất mà đài truyền của Hoa Kỳ cho rằng đó là the biggest speech in her life đó là bài diễn văn lớn nhất, bài diễn văn quan trọng nhất, bài diễn văn vĩ đại nhất trong suốt cuộc đời bà Campa Harris. và mở đầu cho sự đời bài diễn văn đó thì bà có những người thân thương của bà là stepdaughter, là con gái nuôi, rồi cháu gái và uh, God goddaughter daughter, cháu nuôi cũng kể lại cho mọi người nghe về những cái câu chuyện riêng tư trong gia đình của bà Kamala Harris và các đứa cháu gái của bà. Đây là một câu chuyện mà có thể quý vị xem để nhìn lại phía sau cái lòng lộng lẫy, hào nhoáng quyền lực một phó tổng thống Mỹ, nữ phó tổng thống Mỹ và quyền lực của một người uh, lộng lẫy của một người ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ và Kamala Harris thì trong đời tư bao như thế nào, để đời riêng tư bao như thế nào câu chuyện này tôi nghĩ cũng đáng lên nghe khi giới thiệu quý vị bây giờ ta bước vào ngay trước thời điểm bà Kamaris nhậm chức đọc một văn quan trọng nhậm chức thì bao chỉ bị nói gì về bà thì bao giờ bị có một câu đó, là bà mới có một cái thói quen như thế này, này mỗi khi mà bà trước khi bà làm một chuyện gì quan trọng đó, một chuyện quan trọng Bà hãy đặt câu hỏi như này Đó là cái chuyện gì Mà chúng ta muốn thành hoàn thành ở, 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 đây Đó là cái chuyện gì Đó là vấn đề gì Mà chúng ta muốn hoàn thành ở đây Là chuyện gì Cái câu đó Nó đặt trong trọng tâm là Focus vào công việc Tập trung vào công việc Và đặt mục tiêu cho công việc Vậy Chắc cái bài diễn văn quan trọng này Bà cũng đang đặt một vấn đề như vậy Như bà thường đặt là bài diễn văn này để nói về vấn đề gì nói cho những ai tầm quan trọng ở mức độ nào và cần phải được chuẩn bị như thế nào và cần phải nói vấn đề gì cần phải phát cần phải trình bày ra sao và chúng ta đang chuẩn bị coi một cái cuộc nói chuyện lịch sử trong đời sống của hoa kỳ trong suốt thời kỳ độc quốc từ lúc mà đất nước Hoa Kỳ được thành lập đến đây đây là lần đầu tiên một người phụ nữ da đen một người phụ nữ gốc châu Á trên chức tổng thống Hoa Kỳ nếu da trắng là phụ nữ thì có bà Hillary Clinton bà là người da đen đầu tiên người châu Á đầu tiên thì bà Kamala Harris là người đầu tiên và nếu Bà Hillary Clinton đó, ta gọi là người đã phá vỡ cái glass ceiling là bức trần giới hạn để mà người phụ nữ vươn lên tầm cao mới của Hoa Kỳ và thế giới vượt qua mọi rào cản về giới tính mọi rào cản về 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 về, về giới hạn cái đàn bà thì bà Kamala có thể bà Kamala Harris kỳ này đi xa hơn bà Hillary Clinton. Đi xa hơn là sao? Nếu bà Clinton gục ngã vào năm 2016 trước cuộc chạy đua chức tổng thống bà không nắm bà không ngồi được ghế tổng thống bà thắng cái phiếu cử đi đoàn nhưng mà bà thua cái phiếu bà thắng phiếu phổ thông mà thua phiếu cử đi đoàn bà mất cái chức tổng thống về ông Trump nhưng mà ta hy vọng rằng bà Kamala Harris sẽ cùng đi cái đối đó Cùng bước qua cánh cửa, phá vỡ cái giới hạn rào cản của giới tính. và bà, bà thành công hơn là ngồi trên chiếc ngai vàng của vị vua nước Mỹ, là chức tổng thống Mỹ. Chúng ta chờ xem, không biết bà làm được không. Do vậy, cái câu chuyện mà cả nước Mỹ dồn vào thời điểm lịch sử này rất kinh hoàng. Dồn vào thời điểm lịch sử này rất kinh hoàng. Và ta chờ 4 ngày liên tiếp của đại hội trung ương Đại chủ mới có đêm nay là cái đêm mà người mỹ tập trung về cái nhìn về chicago tập trung lên màn hình tập trung lên màn ảnh nhỏ tập trung trên sân khấu để có thể nghe bài diễn văn lịch sử này trong đời chúng ta có những giây phút lịch sử thì đây là một giây phút lịch sử rất đáng nhớ cái câu hỏi đặt ra mà báo chí Mỹ đặt ra là để quyết định cho cái nội dung quan trọng nhất cho bài diễn văn quan trọng nhất trong suốt cuộc đời của mình vào tối nay thứ năm thì bà nữ phó tổng thống Kamala Harris sẽ nói cái gì sẽ nói cái vấn đề gì theo tin tức của giới tình báo thì có lẽ bà sẽ đề cập ba vấn đề chính trong vài diễn văn bà tối hôm nay vấn đề thứ nhất là gì trọng điểm thứ nhất là gì là kể lại cuộc đời của mình một người giấc mơ của một cô bé lọ lem giấc mơ của 10 cô con gái gốc phi châu gốc á châu bước lên cái thế giới quyền được nhất của hoa kỳ và thế giới thì cuộc đời của bà ta là gì đó là một chuyện mà nhiều người cần biết có một số đại truyền hình bay qua ở jamaica tới cái đằng quê của bà tới bãi biển bà thích tắm à, tới những cái bãi biển mà ông bà bà thích tắm tới ngôi làng nhỏ Phi Châu để coi lại đời sống và họ bắt gặp những người thân thương của gia đình bà, những cơ sinh của bà, những người họ hàng của bà ngồi tụm lại uống cà phê, nhậu, uống bia để nói về chuyện ngày xưa gia đình của bà sống tại ở Jamaica như thế nào. Câu chuyện nó lan truyền một một câu chuyện giống như cô bé lò đem nó lan truyền khắp nước Mỹ thưa quý vị và phần hai của câu chuyện bài văn tối nay bạn nói cái gì bà sẽ nói cái phẩm chất của cuộc chạy đua của bà là gì là cuộc đối đầu với Donald Trump và nếu Donald Trump là kéo nước Mỹ lại quá khứ lui nước Mỹ lại quá khứ thì bà kéo nước Mỹ bước vào tương lai một con đường ngược chiều không chỉ ngược chiều về con đường ông Trump kéo nó bị vào quá khứ và đưa nó bị vào tương lai Nhìn vào tương lai thì nó còn cái ngược ngạo về chính sách nữa nhưng chính sách của bà sẽ đối chọc đối đầu với chính sách của ông Trump trong vấn đề tranh cử nó như thế nào tôi nghĩ bà diễn văn tối nay ở là cái cái một cái một cái cái cái, cái nuts, một cái trọng điểm một cái, của một cái 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 tảng băng lớn những cái tờ miếng bánh, bánh lớn về sự khác biệt một trời một vực giữa ông Donald Trump và Kamala Harris cũng là đề tài rất đáng chú ý và cái trọng điểm thứ ba là bà thấy cái chủ nghĩa yêu nước của Mỹ đang mất bà đang muốn reclaim nó lại muốn tái lấy lại tái xác nhận lại ngọn cờ yêu nước của nước Mỹ và qua cái trung ương đại hội đảng dân chủ như thế nào qua cái ứng viên tổng thống của đảng dân chủ như thế nào wow quý vị nghe thấy đó là ba bài diễn văn và ba ba phần trong bài diễn văn của bà cam tối nay khi bà Nguyễn Xuân Nam tìm kiếm những báo chí Mỹ đang bình luận đang nhận định gì về những cái việc bài diễn văn của bà thì khi tôi đọc đoạn này tôi thấy bà có một sự chuẩn bị rất là chu đáo cho một câu chuyện nói với dân chuẩn bị vào tối ngày hôm nay và tôi chờ đợi cùng với nguyễn ngọc mùi trước truyền hình để nghe bài diễn văn này và để gửi đến quý vị trong chương trình tối nay và sáng mai từ lâu rồi bà kamala harris có một sự chuẩn bị cho cái lễ tranh cử rất quan trọng xin lỗi <laughs> <laughs> quý vị trước đây đó khi mà đóng cái vai ứng cử viên tổng phó tổng thống trong liên danh với ông Biden thì bà Kamala Harris cũng tập dượt những bài diễn văn của mình mà tiếng Mỹ gọi rehearsal tập dượt bài diễn văn của mình về nói vấn đề gì trình bày ra sao trình diễn như thế nào vân 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 và tập dượt và bà thường thường đi đâu trong ba miền nước Mỹ từ miền Tây Hoa Kỳ, miền Trung Hoa Kỳ, miền Đông Hoa Kỳ. Bà thường mang chiếc teleprompter là để chiếu lên cái bài đề cương, bài diễn văn, bài sẽ nói chuyện. Và bà, bà tập dợt như vậy để cho tôn trọng cái người dân Mỹ và nói trọn ý của mình. Bà làm nhà hùng biện, bà là một luật gia, nhưng bà chuẩn bị rất chu đáo bài nói chuyện của mình, dù là bất tư cách là một ứng cử viên phó tổng thống của mình. Và khi trong tháng gần đây khi bà được giao cho cái ông Biden rút lui ra khỏi chính trường và giao cái chức ứng cử viên lại tổng thống lại cho bà thì bà là hối hạ công sự chuẩn bị rất kinh hoàng bà chuẩn bị cho cuộc debate, bế tranh luận mà chuẩn bị cho bài diễn văn mà người ta gọi là cho giây phút the most private pivotal moments, những giây phút chính yếu nhất, những giây phút trọng đại nhất, giây phút kinh hoàng nhất, giây phút rung chuyển nhất, giây phút đông người xem nhất, giây phút đông người theo dõi nhất trong cuộc chạy đua thảo thần khóc này mà ông Trump và tất cả những người khác có từ một vài năm chuẩn bị nhưng bà chỉ có một tháng chuẩn bị mà thôi thì có thể nói rằng cái sức ép trên người bà Kamala rất là kinh hoàng và bà cho rằng đó là cuộc diễn văn trọng điểm tàn khốc quyết liệt và sẽ có sức ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của bà tương lai của nước mỹ vân vân và vân vân trên bà cam kết chuẩn bị cái bài diễn văn này sẽ rất là khốc liệt và tối nay quý vị cùng chúng tôi và nguyễn ngọc bùi sẽ nghe và tối nay quý vị sẽ nghe nguyễn ngọc bùi với chúng nam và những bạn bè của chúng nam sẽ bàn về vấn đề này bà thượng vị bà bài diễn văn đó trước đây ở bà nhìn ở góc độ làm người ứng cử viên phó tổng thống nhiệm kỳ 2 bên Biden, bây giờ bài diễn văn đó đã được nâng cấp lên, được tái viết lại, tái hoàn thiện lại, tái trình bày lại bằng bà người Mỹ là rework, là làm việc trở lại, re-represent, tái trình bày trở lại trên quy mô lớn hơn trong tầm mức quan trọng hơn tầm quan trọng lớn hơn và đó là một sự chuyển đổi thay hình đổi dạng thay da đổi thịt và diễn văn để đáp ứng một cái nhu cầu rất lớn hiện nay trong hoàn cảnh đồ gột bất ngờ chỉ trong vòng một tháng Rất kinh khủng và chúng ta sẽ xem điều gì tiếp cái sự chuẩn bị mà bà quý vị biết đâu có thời gian chạy khắp xứ từ miền tây nước mỹ miền trung nước mỹ lặn lội bảy tư ban chiến trường chiến địa đi suốt ngày suốt đêm công việc tràn ngập mà ôm theo cái cái teleprompter ôm theo cái laptop để đi đâu lăn đùng ra ngồi đó 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 để viết lại để chuẩn bị tại bài diễn văn và có cái điều này theo cái giới mà làm việc chung với bà đó bà đọc từng câu, sửa từng chữ và bài dợt từng dòng một như vậy. Rất là chu đáo. Và tối nay, quý vị sẽ cùng Nam nghe bài diễn văn đó như thế nào. Để cho chúng ta thấy rằng cái sự chuẩn bị nó kinh khủng. Nó không đơn giản là lên mà nói mà đọc nó bừa nó bãi ra như vậy. Bây giờ người ta nghe tiết lộ của một nhân vật tên Adam Franken. Xin lỗi tôi đọc lộn. Adam Frankel, chúng ta Franken. Adam Frankel ông ta là ai? Ông ta là nhà viết diễn văn, cựu tác giả, cựu chấp bút, cựu văn văn sĩ, người viết diễn văn cho cựu tổng thống Barack Obama, Adam Frankel và bây giờ là cố vấn cho bà Kamala Harris là người viết diễn văn chính cho bà Kamala Harris nói cái gì? ông ta lắng nghe ý kiến của nhiều người lắng nghe góp ý của nhiều người lắng nghe ý kiến của mọi người và bỏ thời gian viết ra những ý kiến đó xuống bài diễn văn cho bà Camaris và bà, bà Cá mới đọc từng câu sửa từng chữ sửa từng dòng để hoàn thiện bài diễn Mang của mình như vậy mà mặc dù người Mỹ không nói đồng việc tập thể nhưng vì thấy đằng sau lưng một ekip làm việc chúng ta thấy một ekip làm việc chọn ứng cử viên phó tổng thống là hai ba chục luật sư trong ủy ban để ngồi điều tra lý đi lịch theo dõi tài năng cân nhắc và để mà cố vấn tổng thống để chọn ý ứng cử viên phó tổng thống coi cách làm việc đó thấy kinh hoàng lắm. và bây giờ để viết một bài diễn văn để đọc trong cái chương trình tối nay một mấy tháng liên tiếp để viết và không những bà mang theo teleprompter đi đâu đọc đi đâu viết đâu gì cảm và còn cả một ekip làm việc kể cả một trưởng ban có nhiều kinh nghiệm và như vậy và tận tụy ngồi ngày đêm để biết để có một đêm nói chuyện hôm nay thưa quý vị họ đã làm việc như vậy sao vậy chúng tôi, tôi tôi muốn nói như vậy là nó giống như chúng ta rượu 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 cất đó. đôi khi nó là những cái loại khác những lúa mạch lúa này nọ Họ cất họ lọc họ chặt họ lọc có loại này mới ra được một chén rượu ngon để cho người ta uống tinh chất trong ta uống thì bài diễn văn và camera camera tối nay cũng là như vậy đó là sự khác biệt của con người làm việc có lương tâm có trách nhiệm và một người làm việc không có được chu đáo tờ báo CNN viết như thế này đài CNN viết như vậy này bà ta gần như mở một workshop, một cái xưởng để lo cho bài diễn văn này gồm nhiều người làm việc và gần như bài sửa từng dòng một đó là bài bài nói chuyện trên đài truyền hình của CNN và tối nay chúng ta sẽ coi từ bài sẽ trình diễn cái bài đến như thế nào và cái cuộc về tối nay quý vị không những xem cái nội dung các trình diễn bài diễn văn mà quý vị còn coi thử các cái ekip phục trang ekip trang sức ekip trang sức ekip thẩm mỹ ekip makeup ekip màu son ekip màu áo nút áo vân vân tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị trên mức rất là kinh hoàng chứ đừng thưởng thức không cái bài nói chuyện không đủ đâu chúng ta còn nhiều thứ để thưởng thức lắm và quý vị sẽ xem và nếu có dịp Nguyễn Xuân Nam Nguyễn Ngọc Mùi sẽ gửi quý vị nghe chuyện xảy ra như thế nào và quý vị coi thấy là bà đã thừa nhận và cảm nhận và hiểu được cái tầm quan trọng của buổi nói chuyện hôm nay như thế nào đó là từ của uh, Sir Richmond bộ cố vấn đối với bà hào nói vậy bà cảm nhận đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng mức tán thưởng mức thượng ngọn của toàn thế giới mà không phải chỉ có người Mỹ coi giờ này từ Bắc Kinh ekip lãnh đạo của Trung Quốc cũng mở truyền hình để xem từ giờ này mà từ qua Vladimir Putin cũng mở truyền hình chờ trước truyền hình để coi xem giờ này ông Kim Jong Un từ Bắc Hàn tổng thống của Nam Hàn, tổng thống thủ tướng của của Nhật Bản. Thưa quý vị, từ tổng thống thủ tướng của Israel, của Iran, tất cả điều thế giới đang mở truyền hình chờ xem bài diễn văn của bà Kavaris và cái bài diễn văn đó sẽ ảnh hưởng thế giới thế nào, sẽ tác động với từng quốc gia như thế nào và sẽ ảnh hưởng Hoa Kỳ ra sao. Một bài diễn văn có thể kinh hồn động địa. và đại sứ biết câu tiếp theo như này chúng tôi nghĩ bà ta có lẽ hiểu được cái giây phút quan trọng nó đến mức như thế nào như tôi đã thừa vừa thưa quý vị và ba đề tài đó sẽ được trình diễn sẽ được trình bày sẽ được đưa ra trước các ta quý vị trong bài diễn văn tối nay và chúng ta sẽ đi chi tiết trong bài diễn văn ba bài ba bài nội dung chính bài diễn văn mà chúng tôi vừa nói trong cái chương trình của chúng tôi và Nguyễn Bùi trong chương trình tối nay cho quý vị nghe khoảng chừng à, khoảng chừng 10, 10 11 giờ 11 giờ tối nay giờ California thì sau khi nghe chúng tôi tổng hợp và chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong cái phần đầu đó trong cái ba phần của bài diễn văn tối nay cái phần đầu nói về tuổi thơ cuộc đời của Kamala Harris, chúng ta sẽ thấy thấy chính mình camera Harris thuở con trẻ đã kiếm sống bằng cái nghề đi bán bánh McDonald khi mà quý vị nghe như vậy quý vị nhìn thấy cuộc của, của đời cuộc của đời mình qua cái nhân vật camera Harris bà lớn lên trong gia đình trung lưu bà đi làm việc kiếm từng đồng giờ một và kiếm sống bằng nghề bán bánh mì bán mặt đầu đó là một cái bộ xuất thân cùng người trung bình nước mỹ ai trong chúng ta không quen thuộc cảnh đó nhưng nhìn bà Kamala Harris nhân dân và mỗi của chúng ta Họ là người của chúng ta con của chúng ta em của chúng ta chị của chúng ta là người nhà của chúng ta và nàng tiên nàng tiên cá đã làm được chuyện lớn đã đứng trước cái chức tranh cử tổng thống hoa kỳ thì có thể con quý vị con chúng tôi cháu quý vị cháu chúng ta cũng đã làm được cái điều đó và cái bức tường của là glass ceiling bức tường kỳ thị bức tường ngăn cách bức tường gia giới hạn tuổi tác giới tính về chủng tộc đã tan vỡ từ đây và con quý vị con chúng tôi cháu quý vị cháu chúng tôi thì tha hồ đi vào con đường xa lộ đó mang tên là xa lộ Kamala Harris. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là rung cảm cô ta sẽ kể cho quý vị nghe đầy xúc động cô ta kể cho người mỹ nghe đầy xúc động cô ta là ai tôi cũng chờ nghe câu chuyện này ray nelson một cái nhà cố vấn chính sách cao cấp của camera Harris sẽ mặt mắt cho chúng ta biết tiết lộ chúng ta biết trong câu chuyện tối nay bài sẽ tiết lộ một mảnh đời của bà Camarisch và mảnh đời đó là mảnh đời của mỗi chúng ta tôi chờ lắm thưa quý vị và cái phần thứ hai cũng đây ta mò là câu chuyện cái tầm nhìn của một cô gái sắc độc để đưa một nước Mỹ bỏ từ giả quá khứ bước vào tương lai. Nếu ông Trump đưa nước Mỹ trở về quá khứ quá khứ, quá khứ kỳ thị quá khứ đầy chiến tranh quá khứ đầy ân ngoan thì chúng ta đưa vào một tương lai đầy mơ mộng đầy thành công của một người ông Trump nếu ông Trump là một nhà phát triển địa ốc con gia đình phát triển đại ốc giàu có thì camera risk là con của một trí thức nghèo con của gia đình của trung lưu và như vậy chúng ta thấy cô ta thuộc về chúng ta trâm thuộc giai cấp bề trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái trong cuộc đời của bà camera sự gần gũi như thế nào đó sự cái đó là cái contrast ngoài contrast mà một bên này nhìn qua cứ nhìn tương lai đã nói trên contrast của giàu và nghèo thì contrast của người của công chúng và người của một tầng lớp quý tộc thì chúng ta nhìn thấy cái sự cái sự tương phản đó kinh hoàng và chúng ta thấy màu hai sắc màu nó khác nhau hoàn toàn nó diễn ra trên cái cấu vật tuyệt này và cái chapter thứ ba cái mục thứ ba trong chương trình tối nay bà các sẽ trình bày chúng ta là cái chủ nghĩa yêu nước của người Mỹ. Chúng ta thấy cái gì? Trong thời đại hiện nay, chúng ta thấy là dân chủ đấu Cộng Hòa, Cộng Hòa đấu dân chủ, màu da đấu màu da, sắc tộc đấu sắc tộc, tôn giáo đấu tôn giáo, tan nát một đơn vị đổ vỡ. Và trong bài diễn văn của một vị diễn khai giả nào đó trong trình tối nay, cái điều đó của nước Mỹ đang làm Trung Quốc họ bừng thầm đang làm Nga bừng thầm đang làm Iran bừng thầm người Mỹ giết người Mỹ người Mỹ không ai giết nổi chỉ có người Mỹ giết người Mỹ thì trong quá trình tối ba tối, tối nay cái mục thứ ba của bà Kamala Harris là phải giải quyết vấn đề đó là gì là chủ nghĩa yêu nước của người Mỹ tôi với bạn có thể khác nhau về đảng phái bạn và tôi có thể khác nhau một tôn giáo tôi và bạn có thể khác màu gia. tôi và bạn có thể khác sắc tộc nhưng chúng ta là người mỹ chúa ta trên chiến thuyền mang tên là chiến thuyền hoa kỳ chúng ta phải giữ cái dấu gắn kết trở lại dấu gắn kết đó là gì patriotism chủ nghĩa yêu nước và cái chi người yêu nước đó ngày nào mà còn thì nước mỹ còn vinh quang ngày nào mất thì nước mỹ sẽ mất Thưa quý vị, đọc đến đây, tôi có chút rung cảm và tôi mời quý vị cùng chúng tôi nghe qua, đón nghe bài đối chuyện của bà Camera Harris vào tối nay. Và sau khi đón nghe xong, quý vị cũng có thể mở truyền hình vào lúc đêm nay để nghe chúng tôi về người ông Bùi tóm được quý vị câu chuyện mà bà Camera sẽ nói tối nay là câu chuyện gì và nếu bị đón nhận câu chuyện nó như thế nào. Thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình của chúng ta tối nay. Xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào khoảng 10 11